Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Ăn Vui. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Quý vị thân mến, Sách Ma đã từng nói rằng, giữa những ngày tháng gian khó, sức khỏe và một giấc ngủ tốt là điều làm ta thoải mái. Sau một ngày dài làm việc, hoạt động thì thư giãn và nghỉ ngơi là cách để cơ thể tự tái tạo và phục hồi. Nói cách khác, chúng ta cần phải ngủ để duy trì các khả năng nhận thức, giao tiếp, trí nhớ, tư duy sáng tạo và sự linh hoạt. Tuy nhiên, ở nước ta có đến hơn 60% dân số đang gặp phải các vấn đề liên quan đến giấc ngủ như khó ngủ, ngủ không sâu giấc, tỉnh giấc giữa đêm, cảm thấy mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Cũng chính vì lẽ đó nên không ít người đã tìm đến các thảo dược thiên nhiên vì cho rằng đây là phương pháp hiệu quả, an toàn để chữa trị dứt điểm các triệu chứng trên. Song ít ai biết rằng có một số bí quyết vô cùng đơn giản không chỉ lấy lại cho bạn được một giấc ngủ trọn vẹn mà còn mang lại nhiều công dụng khác đối với sức khỏe. Và nếu bạn cũng muốn bỏ túi cho mình những bí quyết này để không cần tìm đến sự hỗ trợ của những viên thuốc thì đừng bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay nhé. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đôi chân tuy nhỏ bé nhưng có thể chứa đến hơn 60 huyệt đạo quan trọng cùng với rất nhiều đầu mút thần kinh phản xạ đến vỏ đại não. Ngâm chân giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu, điều chỉnh hệ nội tiết, tăng cường khả năng miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh. Sau một ngày dài làm việc bận rộn, căng thẳng, mỗi tối trước khi đi ngủ bạn hãy ngâm chân nước ấm. Làm vậy, hệ thống trung khu thần kinh được kích thích nhẹ nhàng, giúp cơ thể thư giãn, thoải mái, xua tan đi cơn mệt mỏi đem đến cho bạn giấc ngủ sâu. Ngoài mang lại tác dụng hữu ích cho những người thường xuyên mất ngủ, thì ngâm chân mỗi ngày còn đem đến cho bạn một số tác dụng sau. Thứ nhất, giúp tinh thần được thư giãn, kiểm soát lo âu. Việc ngâm chân trong nước nóng thực sự là một biện pháp giúp thư giãn sâu, giảm stress, áp lực công việc và phục hồi sự cân bằng giữa suy nghĩ và cảm xúc. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra ngâm chân nước nóng thường xuyên mang lại cảm giác hài lòng, thỏa mãn, tăng cường sự tập trung trí não và giảm chứng rối loạn lo âu. Thứ hai, hỗ trợ giảm chứng mất ngủ. Ngâm rửa chân bằng nước nóng trước khi ngủ đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn. Tất nhiên, còn có nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Vì thế, để đảm bảo một giấc ngủ sâu, cần kết hợp với ngủ nơi yên tĩnh, thông thoáng, gác lại mọi suy nghĩ, hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. Thứ ba, hỗ trợ trị bệnh ngoài da. Ngâm chân với nước nóng có thể giúp bạn trị được bệnh nấm chân hoặc nấm móng chân. Cách này sẽ càng hiệu quả hơn nếu bạn kết hợp nước nóng và muối, vì muối có khả năng làm giảm viêm nhiễm, ngứa, đau nhức và nhanh chóng phục hồi vết thương. Thứ tư, khử mùi hôi chân. Ngâm chân với nước nóng cực kỳ hữu hiệu với những ai mắc chứng hôi chân, giúp cho bàn chân luôn khô thoáng, giảm mùi hôi hiệu quả. Tất cả những lợi ích đối với sức khỏe trên đều được gói gọn trong những bài thuốc ngâm chân dưới đây. Hãy thực hiện mỗi ngày để thấy được sự thay đổi trong chính cơ thể bạn nhé. Thứ nhất, ngâm chân bằng nước ấm và gừng tươi. Trong đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng giải độc, làm ấm cơ thể. Ngâm chân bằng nước ấm và gừng giúp làm giãn mạch máu, tăng cường lưu thông máu đến khắp cơ thể, giảm đau nhức xương khớp, giúp ấm cơ thể, đặc biệt là vào mùa đông giá rét. Ngoài ra, mùi thơm dễ chịu từ tinh dầu gừng góp phần làm dịu căng thẳng. Cách làm nước gừng ngâm chân khá đơn giản. Bạn chỉ cần 100g gừng còn nguyên vỏ, rửa sạch, đập dập cùng 2 lít nước, đun sôi nước cho gừng vào, có thể cho thêm một thìa muối trắng, đun thêm 5 phút cho tinh chất gừng hòa vào nước, muối tan, sau đó tắt bếp để nguội vào khoảng 50 độ C rồi đổ ra dụng cụ để ngâm chân. Nếu bận rộn không có thời gian nấu, bạn có thể đập dập gừng, chế nước sôi vào để nguội bớt, rồi ngâm chân hoặc mua chai gừng muối ngâm chân đóng sẵn ở các hiệu thuốc, chỉ cần đổ ra pha cùng nước ấm vừa đủ là dùng được ngay. Trong quá trình ngâm chân, nhất là vào mùa đông nước nhanh nguội, bạn có thể vừa ngâm vừa chế thêm nước ấm để duy trì độ ấm cho nước. Thực hiện ngâm chân 15 đến 20 phút mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ngâm chân bằng nước gừng ấm kết hợp ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ củ gừng, giúp cơ thể thoải mái, thư giãn, giải tỏa tinh thần khiến bạn ngủ ngon hơn. Thứ hai, ngâm chân với nước ấm và bột quế. Quế là một trong bốn thảo dược quý, sâm nhung quế phụ rất tốt cho sức khỏe. Ngâm chân bằng bột quế giúp giảm đau nhức mỏi, lạnh chân, phòng ngừa phong tê thấp, tăng cường tuần hoàn máu giúp dễ ngủ. Ngoài ra, ngâm chân bằng bột quế còn góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng hôi chân. Hiện nay, tại các siêu thị và nhà thuốc có nhiều loại bột quế ngâm chân đóng sẵn. Bạn chỉ việc mua về, mỗi lần ngâm lấy khoảng 2 thìa cho vào chậu nước sôi để nguội bớt rồi ngâm chân. Nếu bạn cảm thấy chưa tin tưởng vào thành phần bột quế bán sẵn, bạn có thể mua quế khô tại nhà thuốc đông y.
Mỗi lần ngâm, bạn đem khoảng 100g quế khô đun sôi với nước trong 15 phút, chờ nguội bớt rồi dùng. Trong trường hợp nhà bạn có sẵn cây quế thì bạn có thể tận dụng lá quế. Nước nấu từ lá quế cũng có tác dụng tương tự. Thứ 3. Ngâm chân với nước ấm và xả. Xả là loài cây có nhiều tinh dầu, đặc biệt là mùi thơm từ tinh dầu xả rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Ngâm chân bằng nước xả mỗi ngày khiến cơ thể thư giãn, dễ chịu, cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, ngâm chân bằng xả cũng góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng hôi chân. Để nấu nước xả ngâm chân, bạn cần chuẩn bị 2 lít nước, 5 nhánh xả và 1 thìa cà phê muối hạt. Trước tiên, bạn đập dập xả, sau đó cho vào nồi nước đã cho thêm muối hạt, rồi đun sôi khoảng 5 phút cho các tinh chất của xả tan vào nước, sau đó tắt bếp để nguội bớt còn khoảng 50 độ rồi đổ ra dụng cụ để ngâm chân. Thứ tư, ngâm chân với nước ấm và muối. Đây là bài thuốc ngâm chân vô cùng dễ kiếm mà hiệu quả đem lại thật bất ngờ. Nước muối có tác dụng kích thích tuần hoàn máu, tăng lưu thông máu làm ấm cơ thể. Ngâm chân nước muối 15 phút hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ khiến cơ thể thư giãn, thoải mái, làm giảm triệu chứng chân tay lạnh, ngăn ngừa, xoa dịu tình trạng viêm khớp, kích thích ngủ ngon. Nếu bạn là một người bận rộn, không có thời gian nấu các loại nước ngâm chân thì sử dụng nước muối là lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cần pha 2 thìa muối vào 2 lít nước ấm, chưa đầy 2 phút bạn đã có chậu nước ấm ngâm chân cho riêng mình. Ngoài ra, thay vì sử dụng muối ăn thông thường để ngâm chân, bạn có thể lựa chọn các loại muối ngâm chân với thành phần đá muối Himalaya hay các loại muối ngâm chân thảo dược được bán tại các hiệu thuốc, siêu thị trên toàn quốc. Những ai không nên ngâm chân nước nóng? Mặc dù ngâm chân mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng liệu pháp ngâm chân nước nóng một cách thường xuyên được. Dưới đây là những đối tượng không nên ngâm chân vào nước nóng. Những người bị viêm khớp dạng thấp, sơ cứng tắc nghẽn động mạch. Người bị giãn tĩnh hoặc suy tĩnh mạch. Trẻ em không nên ngâm chân nước nóng vì chúng đang ở tuổi phát triển. Nếu ngâm chân nước nóng sẽ làm cho dây chằng trở nên lỏng lẻo, không có lợi cho việc hình thành và duy trì sự phát triển của chân. Thậm chí nặng hơn, nó sẽ làm cho cột sống biến dạng. Nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến não, tim, phát triển bụng. Những người bị bệnh tiểu đường cũng hạn chế ngâm chân nước nóng vì những người mắc bệnh này thường mất nhiều cảm giác về nóng nên rất dễ bỏng da. Quý bạn thân mến, có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất ngủ, từ lý do tuổi tác, do áp lực công việc hoặc gặp một số bệnh lý do rối loạn lo âu trầm cảm. Vì thế, để cải thiện được vấn đề này thì bạn đừng quên áp dụng các công thức mà Sống Ăn Vui vừa chia sẻ để có cho mình một giấc ngủ ngon nhé. Bên cạnh đó, yếu tố được xem là quyết định đến chất lượng giấc ngủ đó chính là đảm bảo đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể. Theo đó, có 4 thực phẩm vàng được các chuyên gia khuyến cáo là rất phù hợp với những bệnh nhân mất ngủ lâu năm. Vì vậy, ngay trong phần tiếp theo của video, Sống Ăn Vui sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những loại thực phẩm mà bạn tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Hãy cùng theo dõi nhé! Để có được một giấc ngủ ngon, ngoài những yếu tố về tâm lý, không gian ngủ, thì yếu tố dinh dưỡng cơ thể cũng rất quan trọng. Có nhiều loại thực phẩm có tác dụng rất tốt đối với giấc ngủ. Mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể khó và chậm thích ứng với sự thay đổi nên nhiều người khó ngủ. Đối với người già, người mắc bệnh xương khớp, huyết áp, tim mạch, dễ mất ngủ, những thực phẩm sau có thể khắc phục tình trạng trên. Thứ nhất, ngũ cốc và các loại hạt. Theo các nhà nghiên cứu, ngũ cốc nguyên hạt ít đường có thể giúp con người ngủ ngon hơn. Ngũ cốc được bổ sung thêm sữa chua có thể giúp kích hoạt các chất serotonin trong não, vốn có khả năng chi phối tâm trạng và giấc ngủ. Khi mức serotonin trong cơ thể tăng cao, chúng làm cho con người cảm thấy buồn ngủ. Vì vậy, ngoài cơm có thể nấu các món cháo, súp như cháo kê, cháo yến mạch, cháo hướng dương, rất giàu dinh dưỡng, nhiều tryptophan, tốt cho lá lách, dạ dày và giấc ngủ. Ngũ cốc nguyên hạt kích hoạt chất serotonin trong não giúp cho giấc ngủ ngon hơn. Thứ hai, củ và hạt sen. Trong củ và hạt sen có chứa một lượng lớn carbon hydrate, canxi, phosphor, sắt và các loại vitamin có tác dụng an thần, làm mạnh dương khí, dưỡng huyết, điều hòa tạng phủ, có thể điều trị chứng thiếu máu, mất ngủ. Vì vậy, có thể chế biến thành các món canh củ sen, chè hạt sen hay cho hạt sen vào các món ăn như vịt tiềm, gà tiềm, dạ dày nhồi, chim bồ câu, gà ác hầm thật nhừ với hạt sen để ăn, rất hiệu quả. Đơn giản hơn, hàng ngày có thể uống trà tim sen hay còn gọi là tâm sen, bạn sẽ thấy được hiệu quả của nó mang lại trong việc cải thiện giấc ngủ. Thứ ba, cây sấu hổ. Cây sấu hổ hay còn gọi là cây mắc cỡ, trinh nữ, mọc hoang khắp nơi. Theo nghiên cứu, cây sấu hổ có vị ngọt, se, tính hơi hàn, ít độc, tác dụng an thần, làm dịu thần kinh, giảm đau, long đàm, chống ho, hạ nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu. Trong lá và rễ đều có selen nên chữa đau nhức xương khớp rất hiệu quả.
Dân gian thường dùng nước sắc của cây sấu hổ hoặc phối hợp với một số vị khác chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ. Mỗi ngày dùng 20g, sắc lấy khoảng 100ml, uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Thứ tư, trà hoa cúc. Mỗi ngày uống 1-2 tách trà hoa cúc làm cho bạn cảm thấy thật thư giãn trước khi đi ngủ. Ngoài ra, trà hoa cúc còn làm cho cơ thể bạn luôn ấm áp, khiến giấc ngủ sâu hơn. Uống một tách trà hoa cúc nửa giờ trước khi đi ngủ sẽ làm cho các vấn đề như chứng mất ngủ, ngủ không ngon giấc của bạn hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, để có giấc ngủ tốt, tránh uống cà phê, trà đặc ít nhất 8 tiếng trước khi đi ngủ, tránh uống rượu bia, các thức ăn gia vị cay nóng, không ăn nhiều hoặc để bụng đói tránh gây khó ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ bỏ túi thêm cho mình được nhiều kiến thức hữu ích để giúp mình và những người thân yêu luôn có được một giấc ngủ ngon. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có rất nhiều video hấp dẫn và bổ ích về kiến thức dinh dưỡng. Để tiếp tục đón xem, hãy click vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.